Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu thích xin đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh quý vị nhé. Và ngay sau đây là bản tin về giá cả thị trường. Chúng tôi sẽ cập nhật về giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Cập nhật liên tục vào 2 múi giờ, đó là đầu giờ sáng lúc 7 giờ và cuối ngày lúc 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Bây giờ mời các bạn bắt đầu tham khảo nha. Giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2021 tiếp đà tăng nhẹ nhờ đồng USD suy yếu. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay. Vì đồng USD giảm làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý, giá vàng tăng trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay. Lo ngại về lạm phát kéo dài, tuy nhiên đà tăng đã bị hạn chế bởi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể đẩy nhanh tiến trình thắt chặt chính sách tiền tệ để hạ nhiệt lạm phát. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay tăng 0,09% lên 1.790 USD trên một ounce và giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 0,1% lên 1.790,15 USD trên một ounce. Vàng đã phục hồi phần nào sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 11. Đồng USD suy yếu từ đỉnh 16 tháng đã hỗ trợ cho kim loại quý vì giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh đối với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ giảm 0,12% xuống còn 96,76 điểm. Theo một số nhà phân tích cho biết, vàng vẫn có một số cơ hội phục hồi nhờ dự đoán về lạm phát cao. Nhưng về cơ bản, với việc Fed đang theo đuổi kế hoạch cắt giảm thu mua tài sản, điều đó sẽ đẩy lãi suất thực tế lên cao ở giai đoạn sau và khiến cho giá biến động. Trong khi đó, khối lượng giao dịch mỏng hơn vì kỳ nghỉ lễ tạ ơn tại Mỹ. Dù kim loại quý vẫn dao động dưới mốc 1.800 USD trên một ounce, chủ tịch Fed được tái bổ nhiệm làm người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ. Các chuyên gia phân tích hàng hóa tại Saxobank cho biết, một đợt bán tháo là thái quá, và vàng vẫn có nhiều hỗ trợ trong năm 2022. Ngân hàng Canada lại dự đoán giá vàng sẽ đạt trung bình khoảng từ 1.850 USD trên một ounce trong năm tới, tương đương mức tăng gần 3% so với hiện tại. Kim loại quý đã mất gần 50 USD trên một ounce hôm 22 tháng 11, khi có tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ giữ ông Powell làm chủ tịch nhiệm kỳ 2. Được thị trường coi là một tín hiệu bảo thủ, tuy nhiên, dự báo của chúng tôi về việc lạm phát neo lên trên mức mục tiêu và lãi suất duy trì thấp trong năm tới vẫn là những yếu tố cho thấy giá vàng được hỗ trợ trong năm 2022. Vàng đã trật vật trong tuần này khi thị trường bắt đầu đặt cược vào việc Fed sẽ hành động cứng rắn hơn vì áp lực lạm phát vẫn ở mức cao. Hôm 24 tháng 11, chỉ số tiêu dùng cá nhân loại của Mỹ, một thước đo lạm phát do Ngân hàng Trung ương Mỹ, ghi nhận mức tăng hàng năm là 4,1% trong tháng trước, mức cao nhất kể từ năm 1991. Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 23,58 USD trên một ounce, trong khi giá bạch kim tăng 2,3% lên 997 USD trên một ounce, giá palladium tăng 1,4% lên 1.874 USD trên một ounce. Dự báo giá vàng vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 có thể phục hồi nhờ đồng USD suy yếu. Chốt phiên giao dịch vào ngày hôm nay, điều chỉnh tăng giảm khác nhau tại một số cửa hàng. Trên thị trường thế giới, giá vàng lại tăng nhờ đồng USD giảm. Điều này có thể giúp vàng trong nước phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch vào ngày mai. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.